Một người bận tới mức không có thời gian rep tin nhắn. Chị nghĩ sao về một người bận tới mức không có thời gian rep tin nhắn á? Chả có ai bận đến cái mức không có thời gian rep tin nhắn em ạ. Mỗi người đều có 24 giờ một ngày và sắp xếp cái thời gian đấy cho thứ tự. Chúng ta mẽ mà. Thôi xin lỗi mọi người nhé, em nghẽo hơi bê tí. Đang nói đến cái gì nhỉ? Nào ngồi im đây. Đang nói đến là đến đâu rồi, quên mẹ mất rồi. À, 24 giờ một ngày đúng không? Đấy thì mỗi người đều có, ai cũng có 24 giờ một ngày, kể cả là bạn là trai gái rồi là BD hay là cái gì đi chăng nữa, bạn già trẻ lớn bé, bạn cũng đều có 24 giờ một ngày. Cái công bằng nhất trên cuộc đời đấy là thời gian, không có ai hơn ai được hết, kể cả bạn giàu vãi cả lìn bạn cũng không thể có được thêm thời gian. Đúng không? Đúng vậy. Ai cũng thế thôi, ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày thôi. Thế nên là người ta sẽ sắp xếp 24 giờ đấy theo cái thứ tự ưu tiên. Nếu mà bạn mà người ta không có thời gian để rep tin nhắn của bạn thì tức là bạn nhất phải ưu tiên đối với người ta thôi, chứ sao nữa, sao con này gầy thế nhỉ? Bận tới mức không có thời gian nhắn tin á, là em không quan trọng với bạn đi thôi. Tức là các bạn hiểu là luôn có cách giải quyết vấn đề. Ví dụ nhá, mình lấy trường hợp ví dụ là cái bạn đấy đang trong quá trình chạy deadline, đang trong quá trình chạy deadline đúng không, hay là đang trong quá trình ôn thi cực kỳ gấp rút và không có một cách nào khác. Bởi vì nếu mà bạn ấy mà không hoàn thành cái deadline đấy và bạn ấy không hoàn thành công việc đấy, hay là không đỗ kỳ thi đấy, thì bạn ấy sẽ phải nhận cái hậu quả rất là lớn á. Thì thay vì bạn ấy bơ bạn này thì bạn ấy hoàn toàn có thể nhắn tin nói là hiện tại thì anh đang trong cái quá trình mà kiểu như là rất là bận rộn và kiểu như là phải dành thời gian cho cái này cho cái kia đấy, sau khi anh hoàn thành xong thì anh sẽ nhắn tin cho em hay như thế nào đấy. Tức là sẽ có cách an ủi và hứa hẹn này kia khiến cho bạn nữ yên tâm, chứ còn để bạn nữ mà phải lên đây hỏi câu đấy thì tức là em à, cái gì trong cuộc đời của người ta cả, em hiểu không? Nếu không hiểu mày ngu. Nếu mà thực sự bạn ấy bận, tức là ai cũng sẽ có những khoảng thời gian như thế, ai cũng có deadline, ai cũng có công việc, ai cũng phải học hành thi cử này kia đúng không? Mình cũng bận bỏ mẹ ăn được ấy. Nhưng mà ví dụ trường hợp mà mình livestream 4 tiếng một ngày, đây là cái thời gian mà bất di bất dịch đi. Nếu mà mình có người yêu ấy thì mình sẽ nói với người ta về cái việc là cái thời gian đấy mình sẽ không thể trả lời tin nhắn. Sau khi mà mình làm xong thì mình sẽ trả lời đấy, kiểu vậy. Chứ còn đằng đây là để cho ngồi suy nghĩ như thế là trả lời gì rồi em ơi. Và chưa có người yêu đến lêu lêu à? Ôi, có người yêu mệt hơn ông ạ. Bây giờ lấy cái gì để đảm bảo là có người yêu thì không mệt? Có người yêu mà nay thì thấy mất hút, cả ngày không thấy nhắn tin, mai thì thấy là đi chơi với cả bạn thân khác giới, xong rồi ngày kia thì thấy lọ thấy chai. Trời ơi, có người yêu mệt hơn nha. Đây một mình thì vui rồi. Hàng ngày chăm sóc cho crush có phải là đang nuôi vợ thằng khác không á? Nếu mà em nghĩ là chăm sóc crush là nuôi vợ thằng khác thì chị nghĩ là em nên tập trung vào làm việc và kiếm tiền, sau này gặp ai phát cưới luôn, đừng yêu đương gì cả. Bởi vì là yêu đương nó có rủi ro chia tay, đúng không? Đúng. Mà rủi ro chia tay thì sau này cái người mà em chia tay sau này vẫn sẽ là người yêu của người khác, vẫn sẽ là vợ của người khác. Thì lúc đấy là em lại thành chăm sóc vợ thằng khác rồi, lại thành nuôi vợ thằng khác rồi. Nếu mà em sợ nuôi vợ thằng khác thì tốt nhất là em đừng yêu ai cả cho xong nha. Chứ còn nếu mà chỉ muốn lời thôi, không muốn mất ấy, thì đừng yêu ai, sau này ít nhất thì vợ của em cũng được thằng khác chăm sóc trước rồi. Cay, ê, lêu lêu cay. Suy nghĩ để tìm giải pháp, đừng suy nghĩ cho tiêu cực thêm. Chị có suy nghĩ như thế nào về những người overthinking á? Tại vì thực ra mình chưa đọc quá nhiều về cái này nên là mình không dám nói sâu về nó ấy. Nhưng mà mình sẽ lấy ví dụ từ cá nhân mình nhá. Ví dụ như là cái hồi mà mình mới bắt đầu đi làm ấy, hay là hồi mà mình còn chưa, nó kiểu như là mình còn trẻ con lắm, mình chưa phân biệt được cái gì mình có thể kiểm soát được và cái gì không kiểm soát được ấy, thì mình suy nghĩ rất là nhiều về những thứ mình không kiểm soát được. Tức là từ trước đến nay mình luôn là người suy nghĩ nhiều, nhưng mà hồi đấy mình suy nghĩ về những cái thứ mà chả giải quyết được cái mẹ gì cả. Ví dụ như là mình livestream view của mình cao hay là thấp, cái đấy mình đâu kiểm soát được. Tại vì là view cao hay thấp ấy thì có một phần là do mình stream hay hay không, nhưng mà phần rất là nhiều phụ thuộc vào nền tảng. Tại vì cái nền tảng đấy á, nó không phân phối video của mình đến với người xem thì cái view nó không thể cao được. Hay là cái con game mà mình đang chơi nó kén người xem, nó không thể cao được. Hay là thời điểm đấy mọi người không có thích xem livestream nữa, mọi người thích xem giải trí bằng cái khác ấy, thì view của mình không cao được. Tức là có rất là nhiều thứ mình không kiểm soát được, và cái lớn nhất mà ảnh hưởng đến cái việc livestream view cao hay thấp đấy là cái nền tảng. Mình livestream trên Facebook đúng không, thì sẽ có thời điểm nó bị bóp tương tác, lúc đấy mình không thể làm gì được. Đấy là những cái mà bất lực, là những cái mình không kiểm soát được, nhưng mà mình lại cứ suy nghĩ về nó rất là nhiều. Không phải là suy nghĩ tìm giải pháp mà là buồn ấy các bạn. Buồn chán chê, buồn kiểu như là buồn thối ruột luôn. Buồn đến cái mức mà mình làm nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình và ảnh hưởng tâm trạng của tất cả những người xung quanh mình luôn.
đấy, là kiểu như là buồn cho sướng ấy, chứ không phải là buồn để tìm giải pháp. Ví dụ mình buồn và mình suy nghĩ, mình tìm giải pháp xem là cái đấy làm như thế nào thì nó khác. Nhưng mà đây không, cứ suốt ngày buồn thôi, cứ than thân trách phận thôi. Ở đấy đúng là kiểu than trời than đất ấy, tại sao mình đen thế, tại sao mình rất là cố gắng mà mình không có nhận lại được cái gì cả, tại sao kiểu như là người ta không cần phải cố gắng nhiều, người ta may mắn của mình thì không may mắn, tức là mình tìm đủ lý do để mình đổ lỗi luôn. Đấy là cái kiểu dạng là suy nghĩ tào lao đấy, suy nghĩ kiểu còn trẻ, cái hồi còn trẻ ấy. Suy nghĩ rất là nhiều nhưng mà không đâu vào đâu cả. Buồn xong kiểu low file up story. Ừ đúng rồi, buồn kiểu sad girl ấy, buồn kiểu không có giải quyết được vấn đề gì cả. Thế nhưng mà sau này lớn ấy thì mình cũng suy nghĩ nhiều, nhưng mà suy nghĩ tìm giải pháp chứ không phải là suy nghĩ để vu vơ hay là suy nghĩ để cho mọi thứ tiêu cực đi nữa, mà mình suy nghĩ để mọi thứ tốt lên. Ví dụ như là mình nghĩ là tại sao view của mình thấp ta. Đấy, xem là tại vì sao? Tại vì nền tảng này, cũng là tại vì mình giỏi sức khỏe kém, mình livestream không được vui này. Tại vì xu hướng người xem thay đổi này. Đấy, nếu mà như thế thì mình phải làm như thế nào nhỉ? Đấy, những cái này có liên quan đến nền tảng thì mình sẽ không thể làm gì được nữa. Mình có thể tìm hiểu một chút xem là cái nền tảng bây giờ nó phù hợp với những dạng nội dung nào. Ví dụ nội dung ngắn thì mình làm nội dung ngắn đi. Mình không có giữ cái dạng nội dung dài cũ nữa, đúng không? Mình thay đổi đi, rồi sao nữa? Bây giờ mình stream không vui thì mình phải stream vui lên. Mình có cần phải thay đổi cái gì trong lúc stream không? Có cần phải cái mặt mũi tươi tỉnh hơn, nói cười nhiều hơn hay là như thế nào không? Hay là tổ chức show mask hay là custom gì không? Hay là kiểu cái gì nữa? Vừa đấy nói có những cái nguyên nhân gì quên mẹ rồi. Cái gì nữa nhỉ? Thì đấy, tức là mình sẽ luôn tìm giải pháp cho vấn đề, chứ mình không có buồn vu vơ nữa. Overthinking là đấy, là suy nghĩ mãi mà không kết thúc được cái gì nữa. Các bạn có hiểu cái từ overthinking không vậy? Trong một mối quan hệ, trời ơi, overthinking người ta đâu có nói về trong chuyện tình cảm không đâu, về trong cuộc sống mà em. Còn trong một mối quan hệ thì nó cũng áp dụng như vậy luôn, chả khác mẹ gì cả. Ví dụ như là em đang trong một mối quan hệ đúng không? Em cảm thấy mối quan hệ tồi tệ, em suy nghĩ xem là lý do tại sao mà nó lại xảy ra vấn đề đấy. Ví dụ em không tìm hiểu được, em có thể tìm một người tin tưởng, thật sự là tin tưởng được mà người ta không bê chuyện của em đi để kể cho người khác thành chuyện trò cười. Hoặc là thậm chí là em có thể lên mạng hỏi những người như chị nhưng mà dùng clone để cho bạn bè người thân không biết, thì để em tìm giải pháp, tức là em phải tìm được giải pháp, em phải tìm được nguyên nhân trước, xong rồi từ nguyên nhân đấy em mới tìm giải pháp được. Ví dụ như là nguyên nhân là hai người ở xa nhau nên là không có được ở gần nhau, nên là hay dỗi hờn, hay là do bạn nữ đấy kiểu như là có nhiều vấn đề gì đấy mà bạn ấy không nói với em nên là em không biết, hai người chưa có thực sự đủ thân thiết để có thể chia sẻ được với nhau, thì làm như nào để hai người có thể chia sẻ được với nhau? Em phải tìm được nguyên nhân mới tìm được giải pháp. Trời ơi, chứ còn em cứ ngồi đi em buồn chả giải quyết được cái mẹ gì, xong rồi chia tay đấy, mệt ơi là mệt luôn. Tất cả mọi thứ, kể cả trong cuộc sống, trong công việc hay là trong tình cảm, bất kỳ cái gì, các bạn phải tìm được giải pháp cho vấn đề, chứ không phải là ngồi để buồn không. Nếu mà các bạn luôn ngồi để buồn và không tìm giải pháp á, thì cái nỗi buồn này nó sẽ kéo dài rất là dài. Thậm chí là các bạn có thể làm tạm thời quên đi bằng những cái như là rượu chè, chơi bời gì đấy. Ví dụ các bạn đi nhậu để các bạn tạm quên đi, nhưng mà các bạn đừng quên là các bạn nhậu các bạn chỉ tạm thời thôi, chứ còn vấn đề nó vẫn ở đấy. Sau khi các bạn tỉnh rượu thì vấn đề nó vẫn như thế, nó vẫn chả khác mẹ gì cả nếu các bạn không giải quyết được. Mình là một cái người không thích dùng rượu bia để giải quyết nỗi buồn. Các bạn thấy là mình vẫn đi nhậu đúng không? Mình vẫn đi nhậu đấy, nhưng mà mình chỉ nhậu khi mà mình vui thôi. Còn mình buồn thì mình sẽ tìm cách để giải quyết nỗi buồn đấy. Chứ còn nếu mà mình mà buồn mà mình đi nhậu á thì về vấn đề nó vẫn thế mà đâu có đỡ đâu. Mình thường nhậu khi mà mình vui ấy. Ví dụ như là bạn bè rủ đi, hôm đấy vui quá, nhậu tí cho nó vui, sảng khoái, đầu óc thư giãn, hôm sau lại làm việc tiếp. Chứ còn nếu mà mình buồn, mình thất tình mà mình đi nhậu hôm sau dậy nó vẫn thế mà, khác mẹ gì đâu, đâu đỡ được cái gì đâu. Nên là mình là một cái người sẽ không trốn tránh vấn đề đâu. Chỉ có một số vấn đề thì mình vẫn thấy là mình đang trốn tránh và mình vẫn chưa giải quyết được. Với là ví dụ như là vấn đề mình là một người mà tích cực độc hại. Mình là một người khá là tích cực độc hại. Tích cực độc hại chỉ là một trong những vấn đề mà mình đang chưa thực sự đối mặt được thôi. Thì đấy, mình nghĩ là ai cũng sẽ có những cái vấn đề mà mình chưa dám đối mặt. Đúng này, tất cả đều đúng. Đúng, 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 hợp lý. Nếu không thể yêu thì hãy từ bỏ một cách dứt khoát. Em với bạn khá thân hay trêu nhau, nhưng em có tình cảm với bạn nhưng giờ em biết mình nên làm như thế nào vì em nghĩ mình không xứng đáng với bạn. Chị Nắng giúp em với, em không biết mình nên làm như thế nào. Chị thì chị vẫn luôn nói với mọi người quan điểm của chị trong chuyện tình cảm là yêu được bỏ được và làm cái gì thì nó dứt khoát lên. Cái trạng thái khiến mọi người đau khổ nhất không phải là trạng thái bỏ đi mà là trạng thái dùng rằng mãi không dứt ấy. Đấy, thì nếu mà em cảm thấy là mình không xứng đáng với bạn ấy á thì em bỏ luôn dứt khoát luôn, không có dùng rằng gì hết, không có một cái suy nghĩ, không có le lói một cái tia hy vọng gì cả. Đừng có mẹ ở đây mồm thì nói là em quyết định là dừng lại rồi bởi vì em không xứng đáng với bạn ấy, nhưng mà mai trong đầu nhìn nó thì vẫn le lói một tia hy vọng gì đấy là giá như xong rồi là hy vọng là có một cái điều kỳ diệu gì đấy xảy ra, kiểu dạng là như chuyện cổ tích, mặc dù mình xấu vét cả đái nhưng mà nó vẫn yêu mình hay là như thế nào đấy. Thôi em ạ, như thế khổ lắm.
bỏ là bỏ thật nhá, bỏ thật ở trong lòng nhá, không phải là bỏ nói mồm đâu. Đấy, còn nếu mà cứ dùng dằng như thế, đấy là cái trạng thái đau khổ nhất ấy. Cái trạng thái mà kiểu chị còn thấy là cái việc mà không dứt khoát nó còn khổ hơn cái việc mà mọi người từ bỏ cơ. Cái việc mà ví dụ như là mọi người chia tay, mọi người cũng chỉ đau cái lần thôi, buồn lần thôi, xong rồi là vài bữa là nó cũng dần nó cũng đỡ chứ đéo buồn mãi đúng không? Chẳng có ai buồn mãi được cả, không có ai mà thiếu ai mà chết được hết á. Đúng đúng. Đấy, nhưng mà cái trạng thái dùng rằng là cái trạng thái mà nó không dứt khoát, nó dây dưa, là cái trạng thái mà khốn nạn nhất, là cái trạng thái mệt mỏi nhất, mà chị rất là ghét cái trạng thái đấy. Nên là đấy là lời khuyên của chị thôi. Nếu mà em nhắm là em bỏ được á thì em bỏ ăn hoi, bỏ tử tế, bỏ đàng hoàng, bỏ dứt khoát. Còn nếu mà em không bỏ được á thì em tán mẹ đi cho xong. Chứ đừng có mẹ mồm ở đây thì nói là em không tán đâu rồi đây, nhưng mà mẹ trong lòng vẫn nuôi hy vọng, xong rồi là mẹ tự làm một khổ mình ấy, mệt mỏi các thứ. Em bỏ nhưng mà mỗi lần gặp bạn ấy, nhưng cứ tiến lại gần em lại không kiềm chế được, em yêu đến mức không biết làm thế nào á. Không phải là em yêu đến mức không biết làm thế nào, mà là em không có kiểm soát được bản thân mình, không có đủ bản lĩnh, không có đủ chính kiến ấy. Nếu mà em nghĩ nó rõ ràng ra và em dứt khoát, em quyết định rồi á, bây giờ em phải tập cho mình cái thói quen là khi mà mình đã suy nghĩ đủ nhiều về một vấn đề rồi và mình đưa ra quyết định cuối cùng rồi thì mình đừng thay đổi vì đứa nào hết. Chứ đằng đây em, cái ý kiến của em, bản thân em cứ dễ bị lung lay như thế thì sau này em đi làm, em đi học, em đi làm cái gì cũng nó cũng không thể nào đến nơi để trốn được ấy. Bởi vì nó không khác mẹ gì đéo cày giữa đường cả. Nếu mà em không có bảo vệ được cái lập trường của mình, không bảo vệ được cái quan điểm của mình thì nó hình thành một cái tính cách như thế. Chứ chả có cái gì mà em không yêu người ta đến mức độ đấy đâu. Em không có kỷ luật đối với bản thân mình á. Em mà cứ như thế thì em còn khổ dài dài nhé. Chứ chả có ai mà không bỏ được ai hết á. Em nghĩ thế thôi nhá, không ai không bỏ được ai hết. Chị ơi, em còn rất yêu người yêu cũ, có thể làm tất cả vì người đó nếu người đó muốn, nhưng hôm nay thấy người yêu cũ ngồi theo xe người mới thì bây giờ phải làm sao hả chị? Thì tức là tất cả những cái gì em có thể làm nó cần thế thôi. Hết rồi. Kể cả em có thể làm cái gì về nó, em có thể mang tất cả những cái gì em có cho nó thì nó cũng đâu cần đâu. Bây giờ không phải là cứ cho đi là người ta sẽ thích đâu nhá. Có những người em cho nó còn không thèm cơ. Nên là tỉnh mộng đi, tình cảm của em nó không giá trị đối với người ta đâu.